Chào tất cả các bạn. Thì mình hôm nay mình sẽ đóng một cái cell pin Hitachi các bạn. Của mấy khoang bê tông của mình các bạn. 12V 3S nha các bạn. Và đây là cục pin cũ của nó nha các bạn. Đây là cục pin cũ nha các bạn. Và đây là cái đầu của vô máy khoan nha các bạn. Đây là cái mạch cũ nè. Cái mạch 12V 3S. Đây là B cộng, B trừ nữa các bạn. Đây là B cộng. Đây là B1. Đây là B2 nha các bạn. Này cái mạch này thì có bê phở thì có bê trừ và bê cộng. Cái này nó vừa ra luôn các bạn, vừa ra ra xài và sạc luôn các bạn, ra sạc luôn các bạn. Nên mình sẽ lấy cái đồng hồ mình đo cho các bạn xem nha. Đây mình để mức thang là 20V nha các bạn. Về cái này chỉ có là 12V nha các bạn. Đây là B trừ nè. B trừ mình để vô đầu B trừ các bạn. Đây là B cộng nè. Nó ra là 11,7 nha các bạn. 11,78 các bạn. Là đầu ra của nó nha các bạn. Là B phở nè các bạn. B phở. B trừ này mà và B cộng cũng 11,78 là đúng rồi nha các bạn. Và đây là cái đầu các bạn. Đây thì đây nó có một bên là trừ nè và bên này là cộng các bạn. Mình cũng thử cho các bạn. Rồi về đúng. Sau đây mình đóng thêm một cục pin secure cho cái máy khoan nha các bạn. Và đây là cái máy khoan bê tông của mình nha các bạn. Xài pin. Và cục pin của nó đây nha các bạn. Ở đây mình sẽ đóng một pin secure. Thì nó cũng 11V 12V. Và mạch đó thì mạch này nhỏ các bạn. Mạch này mé bên này nè các bạn. Đây rất là nhỏ các bạn. Ở đây nó có B1 nè các bạn. B2. Và đầu mé đây là B trừ và đây là B cộng các bạn. Mình sẽ xếp những cục pin nó ra hình như vậy các bạn. Đây mình mới mua một cái mạch và một cái khung với một cái hộp pin như vậy nữa các bạn. Mình sẽ đóng, mình để một đầu là 12V nha, cái này 12V các bạn. Đây là trừ nè, cộng và trừ. Mình để cái xếp nha, là cái trừ cộng và trừ các bạn. Đây á là b b trừ nè bạn nè, b trừ nè, và đây là b cộng các bạn. Cái mạch này nó rất là nó mạch mới mà nó rất là dây rất là nhằn các bạn. Nên đây là B trừ các bạn. Đó chưa? Đây mình đóng một pin mới nè. Đây là B cộng nè. B cộng là dây đỏ nè bạn thấy không? Nên đây là B trừ, dây đen. Và đây là B1 nha các bạn. B1 nè các bạn. Đây là B1. Và đây là B2 nha các bạn. Cái này là mình đóng pin tại nhà 6 cell pin 12V. Rồi mình cũng thử cái này cho các bạn xem nha.
Cái này là mình đã đấu xong rồi. Nên mình giờ mình chỉ đo lại cho các bạn xem thôi. Thế cái này, cái mạch này đúng ra là các bạn mà muốn đóng xe pin á thì bạn mua cái mạch xịn nha các bạn. Mình mua trúng cái mạch nó không có được tốt nên là mình biết cách thì mình mới đóng được các bạn. Còn ví dụ những cái mạch như này là mình đóng nó rất là dễ các bạn. Đây mình sẽ để như vậy các bạn. Các bạn thấy không? Đây là B trừ nè. Đó, trừ cộng và trừ. Ở đây á, là B1 nè các bạn. Nè, B2 nè các bạn. Rồi đây là B1 nha các bạn. Qua bên đây là cộng, trừ và cộng. Đây là B2 nè. Và đây là B cộng. Ở đây nó có sẵn hết nha các bạn. Mình để cho các bạn xem. Nãy giờ ở đây là nó có B1 nè. B1 là nó có 3,7V nè các bạn. Là B cộng thì nói gì? B cộng nếu mà đầu ra luôn với B trừ ra ra là 11. Nên nó để dấu sẵn cho mình biết. Đây nè, đây là B trừ và đây là B cộng. Đây là B2. Và đây là B phở thì có đầu đầu B trừ và B cộng. Cái này là nó ra nguồn và sạc vô luôn nha các bạn. Đây là đầu sạc của nó nè bạn. Còn nên cái này nó cũng rất là lằng nhằng mà mình biết nên mình cứ mình coi kỹ rồi mình mới biết ra được là nó bê mấy các bạn. Còn cái này nè, nên mình sẽ thử cái này cho các bạn xem nha. Đây là cái cục pin mà mình mới mới đóng nha các bạn. Đây. Đây là trừ các bạn và đây là cộng các bạn. Đây nó ra 11V 75 nha các bạn. Lại là được rồi nha các bạn. Rồi đây cái mạch của nó nè các bạn. Đây nè. Đây mình đo trực tiếp trên cục pin luôn các bạn. Đây đây là B trừ nè bạn. Nha. Yeah. Đây là B cộng nè. Vậy là đúng rồi các bạn. Nên mình mua mình đóng một pin và cái này nó cũng nhận sạc được luôn các bạn. Nó cũng nhận sạc luôn rồi, mình đóng được rồi. Nên bây giờ nó nhận sạc nữa các bạn. Nên mình sẽ nối vô mà mình sạc thử cho các bạn xem nha. Cái này nó vô cực rồi nên mình phải xê nó. Mình để nó hở ra nha các bạn. Xong rồi nó chập chập ra nổ nha các bạn. Này nó sạc adapter 12V nha các bạn. Sạc adapter 12V. Bạn thấy mình xào mình cắm sạc vô là cái đèn màu xanh này bạn thấy không? Đèn màu xanh này bạn thấy không? Đó, và đây là cái đầu nguồn của đầu vô sạc của cái cục pin mình mới đóng các bạn. Và nó nhận sạc rồi các bạn. Các bạn thấy không? Đó, nó nhận sạc rồi đó, mình rút ra nè. Đó là đèn xanh nè ha. Ở đây cục đó, nó nhận sạc rồi bạn thấy không? Ở đây là cục adapter 12V nha các bạn. Đây là cục adapter cái thông số của nó các bạn.
12 DC 12V 6 nữa mà. Ừ. 2A các bạn. Rồi mình thử lại cho bạn xem nha. Đây là cái dây của bạn. Và đây là cái nguồn. Đó, mình đóng một cục này nè. Đây là 12V 3S nha các bạn. 6 sợi pin. Mình dùng để mình đóng một cục sơ cua cho cái máy khoan bê tông của mình các bạn. Rồi mình cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Bạn nào thấy hay thì cho mình like, chia sẻ, đăng ký giúp mình có động lực làm nhiều video được tốt hơn nha các bạn. Và chúc các bạn thành công nha các bạn. Đây là mình đóng sơ pin tại nhà. Rồi tạm biệt các bạn.